sợ vô vậy? Bây giờ tao hỏi mày, tại cớ làm sao mà như vậy hả? Đừng có biết tại cớ làm sao đâu. Mày biết hả? Quýnh ra quýnh ra quýnh mày ở nhà tán ra mày hả mày em thúi anh mày hả mày mày nhìn tao mày nhìn tao vì sao mày làm như vậy? Em đâu biết vì sao vậy đâu. À mày không biết vì sao à? Mày không biết vì sao à? Mày không biết 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 nè, nghe tao hỏi nè. Nè, nghe tao hỏi. Bởi vì sao mà tại sao mày không biết vì sao? Mày đâu biết bởi vì sao, biết tại sao, vì sao đâu. Mày không biết nữa rồi, mày chết mày với tao. Né ra đi ta. Mày nè. Cái gì vậy mà? Đi lại vô. Mày trồi lại đi. Bà nội mà. Cái gì nữa vậy? Quýnh nó xô xả đi. Vì tại cớ làm sao bởi vậy? Không, mày không biết sao sao hết á. Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao? Tại sao mà mày không biết gì sao? Quánh mày quá trời, mày thấy quá trời sao rồi mà mày chưa trả lời tại sao? Hả? Vì sao, vì sao, vì sao? Không cho tao biết một lý do. Em đâu biết lý do gì đâu mà nói. Giúp nó. Im đi. Ai cho mày lên tiếng? Ai cho mày lên tiếng ở đây? Thằng này cười cho đã rồi ho. Đúng là cái thằng mập. Sao dữ vậy? Ê, hôm nay tao ốm rồi nha mày. Cái gì? Mày không thấy cái mặt tao hôm nay hốc hác hả? Trời ơi, khóc lớn dễ sợ coi kìa. Vậy mày cũng làm được nữa hả? Sợ tao không biết. Bỏ tôi ra đi, mấy bạn làm gì vậy? Bây giờ mày nghe tao nói nè, bây giờ mày có giúp tao không? Mày có giúp được tao không? Mày có giúp không? Không chịu giúp hả? Không. Đánh! Không được. Không được đánh cơ nữa. Thật quá. Xong chưa? Làm gì lâu vậy? Tính về bạn gái tôi à? Coi gì coi lâu vậy thầy? Tụi con có tới được với nhau không? Được. Alo. Dạ anh Bảy, anh Bảy. Anh Bảy ơi, giờ mình xả hàng sao anh Bảy ơi? Dạ em hàng cái tay em dính vô cây sắt luôn rồi. Dạ dạ dạ, qua quá, qua tiệm anh Bảy hả? Dạ 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 dạ, rồi em qua liền nha. Dạ. Làm gì? Làm gì mà trận trắng cái ghê vậy? Hết hồn đại ca. Trời ơi trời, tao muốn xỉu luôn á mày. Trời ơi, chừng mắt làm thấy ghê, tụi nó bị trận trắng, nó đá trúng gì trận trắng chứ mà làm gì, mày thấy cái gì trong đó rồi? Mày thấy tụi bạn mày có giúp mày không? Ai giúp mày không? Không, bây giờ quánh mày giúp tao. Quân nó. Super Hero của Thuận.
Tao đọc được suy nghĩ, tao đang đọc suy nghĩ, tao đang đọc suy nghĩ. Nó nghĩ gì? Tụi nó đang nghĩ. Tụi bay xàm quá. Nó nói luôn rồi. Mày có thể nhanh hơn được không? Tao sẽ cố gắng. Sao mà nổi này? Tao bên đây nè. Tao giật mình luôn mày. Trời ơi. Nó này chạy qua đây nó chửi cái xong nó chạy về. Phe lay quá ha. Ba này ba rảnh dễ sợ. Mày đứng đây mày chửi cũng được mà. Ờ ha, quên. Giáo sư. Nha. Mày có thể đọc được suy nghĩ của tụi nó. Để coi cây bồ kết thần của tụi nó tại sao có ba sợi dây màu vàng không? Để tao. Nó nói luôn rồi. Tại sao vậy? Thì bây giờ lột ra ăn rồi bây giờ bị xúc ra, bây giờ phải cắn lại chứ sao? Nó nói hết rồi. Mày có thể đọc nhanh hơn được không? Sao mày đọc chậm quá vậy? Tao sẽ cố gắng. Bây giờ mày thử thể hiện một cái gì đó mà tụi mình chưa biết của ba tụi nó không? Đừng cho tụi nó nói nha. Đọc rồi, đi. Rồi. Mày im đi đừng nói nữa. Rồi mày nói đi. Sao? Tao nhìn thú nhức đầu, tao nhức đầu quá. Dư quá thôi. Mày thiệt. Lúc dầu sôi lửa bỏng mà mày làm vậy là chết rồi. Cứu thằng Thuận đi. Mấy bạn ơi, Thuận mất toilet quá. Cố lên Thuận, không sao đâu. Ở đây không có toilet. Giáo sư, cơ hội cho mày nè. Mày có thể đọc suy nghĩ của thằng Thuận. Tại sao nó bị quýnh te tu bầm mặt bầm mày mà nó mất toilet? Đúng rồi. Đọc. Tao đánh nó té đái đó. Nó nói nữa kìa. Mày nhanh lên. Tại sao mày chậm hơn người ta? Hay quá, mày đúng không? Quá. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Chiến đi. Khoan. Đúng rồi, không nên động thủ. Chúng ta có thể dùng lời hay ý đẹp để nói chuyện được mà. Khoan, tụi bay có nghe mùi gì không? Mùi thịt nướng. Tại sao tay tao nóng quá vậy? Ê, tao đang nướng tay mày luôn rồi. Trời ơi, mày nhắm mắt lại đi, mày mở mắt ra làm chi? Khoan, mở mắt ra đi cho nó đều con này. Điên hả? Đi nè, để bắt kiếm lại. Tưởng cơm tắm xương kìa. Giáo sư. Có. Đọc suy nghĩ coi tụi nó đang suy nghĩ cái gì. Tụi nó đang bực. Mày khỏi nói luôn á, cũng nhìn cũng thấy tụi nó bực luôn á. Tụi bay tại sao bực? Tụi bay ở không quá kêu qua đây đánh lộn đấu nhau mà tự nhiên bay ngồi nói chuyện nướng thịt nướng là sao? Bắt nguyên đám tụi tao đứng ngồi tụi bay nướng cơm tấm sườn chì hay gì vậy? Hả? Thời gian. Bây giờ không nói nhiều nữa. Chơi đó. Chuyện. Chơi. Quá kia. Thằng này nó bắn bậy bắn bạ quá. Nó đau mắt nó bắn. Bây giờ sao? Tụi nó chơi mình trước rồi bây giờ sao? Chừng nào quánh? Im. Ai cho mày nói câu này? Câu này để tao nói. Chừng nào mình quánh? Trời ơi, tao nói là nó chơi nó đánh mình trước rồi bây giờ sao? Bây giờ mình chơi theo luật cũ. Ok. Được. Luật cũ là sao đại ca? Mày im nữa. Câu này mày không được quyền hỏi. Để tao hỏi. Luật cũ là sao đại ca? Hai bên sẽ đấu 3 trận. Bên nào thắng là bên đó thua. Ủa cái gì vậy? Không phải. Bên nào thua 2 trận là bên đó thắng. Ủa là sao? Là sao đại ca? 3 trận mà bên nào thua là bên đó thắng. Ủa cái gì vậy? Là thắng, thua là sao? Ê tốc độ, Ánh Văn mày có thể nói rõ ràng cho tụi tao biết được không? Bây giờ vấn đề ở đây là phải kêu giáo sư đọc coi tụi nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Giáo sư. Tụi nó đang rối. Mày suy nghĩ cái gì từ nãy giờ? Ai mà không biết tụi nó rối? Tụi bay gian ra đi. Để tao giải quyết cho. Mày với tao bước ra. Buông tay tao ra. Buông tay tao ra. Mày đừng có quấy. Đau quá. Buông ra. Thích mắt kiến thì tao cho. Làm cái gì vậy? Tụi này đã làm cái gì vậy? Phụ tao coi. Trời ơi. Mày giết luôn mày. Tụi bay có sao không? Trời ơi. Tao đâu có mổ ruột thừa đâu, sao nó mổ tao vậy? Thuận ơi, tao giết bạn tụi mình rồi. Thuận ơi. Không kịp đi toilet luôn rồi, sói ơi. Trời ơi. Trời ơi, đứng yên mà tự nhiên tụi nó chết hết. Không ngờ luôn á. Là người sói là anh hùng của mình rồi. Tự nhiên thành à. Khoan đã. Sao? Tôi thấy cái kết này không được vui lắm. Bây giờ sao? Cắt. Khoan. Hình như tôi thấy còn thiếu thiếu cái gì đó. Ừ. Ok.
Ủa hồi nãy tao mới thấy cái gì vui vui lắm mày. Hồi nãy tao nhớ là chết hết rồi mà ta. Nãy trong tiềm thức là em có vỗ tay là tưởng là chiến thắng luôn á đại ca. Sao kìa? Ủa sao giờ nó bình thường á rồi trời. Rồi đừng nói nhiều nữa. Mày lên đi, mình thua thì cắt làm lại, yên tâm. Sói, cố lên. Sói, cố lên. Ê, nãy mày có hàng cái tay tao lại không vậy? Mày gặn, ai mà đánh hàng cái tay mày lại? Ờ, chắc tại đứng lâu quá bị dầm bể. Cố lên. Cố lên. Hãy đỡ. Quá chi nó mát là cô nàng cô xuân đang đâu ra cô lên xa la la la. Hay lắm. Hãy đỡ lần nữa nè. Ôi chú bố, chú bố, chú bố, chú bố, chú bố, chú bố. Mấy bài đó xưa lắm rồi. Mày còn bài nào mới hơn, hiện đại hơn không? Mấy bài mới hả? Được thôi. Thích thì chiều. Nâng nguyên cục đa lên đây nè. Chà. Bể nát bếp cục đá rồi. À. Mày sợ tao chưa? Mày thua tao chưa? Mày thua tao chưa? Mày sợ tao chưa? Mày còn tiệt chiêu gì nữa mày tung ra luôn đi. Vậy thì hãy đỡ tiệt chiêu của tao nè. Hãy đỡ tiệt chiêu của tao ra. Tao sợ tụi bay quá. What? Sao? Hỏi gì hoài vậy? Giờ tụi em muốn cái gì? Gì? Sao? Cái 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 gì? Thôi! Làm gì cái gì hoài vậy? Hả? Giờ sao? Giờ sao? 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 Bây giờ cứu bạn Thuận đi. À, đúng rồi. Cứu bạn Thuận đi. Cứu Thuận sao bây giờ? Cứu Thuận sao nè? Đâu đi rồi đâu? Cứu làm sao bây giờ? Cứu làm sao? Nè nè, lui ra cho anh Văn với lại nhỏ ánh ông đóng kìa. Anh Văn cố lên. Làm nở mặt rồi, nở mặt tao nghe anh Văn. Rồi nha. Vô nè. Bắt đầu. Go. Go, sexy girl, sexy girl. Đông mãi vỏ mà bán thuốc chật đã hay gì vậy? Để tao nhảy lại. Ủa mày nhảy chưa? Nhảy chưa? Không biết nhảy mày ơi. Trời ơi. Lao gì đâu không. Ôi bây giờ mệt quá. Nhảy tập thể. Đâu không? Ê! Không được chửi bạn tôi cùng nha. Nín mày. Nó đánh bạn đó kìa. Nó đánh bạn kìa. Nó giành chỗ mà. Nó cao vậy mà nó giành chỗ tao sao tao thấy bài. Các bạn ơi,
Tôi rất là quan ngại khi các bạn đánh bạn cùng lớp. Nhận ra rồi. Tôi là cái người mà có thể đoán được suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh này các bạn. Đoán được suy nghĩ tại sao không đọc được đề? Để cho Lưu Bang tới bây giờ vậy bạn? Người ta tưởng bạn là thầy đó bạn. Tại vì suy nghĩ là mình suy nghĩ trên con người thôi, trên thực thể sống. Còn đề bài là giấy, chuyển phát nhanh, tôi suy nghĩ theo không kịp. Ok. À, vậy là con nhớ rồi. Chú học chung với ba con, rồi bây giờ chú ở lại lớp chú học với con luôn. Trời, học sinh mà hai đời luôn. Bạn tào lao quá. Đời tôi làm sao, tôi không lẽ tôi ba bạn. Tôi lớn hơn bạn có 6-7 tuổi thôi à. Tôi học chung với lại cậu của bạn. Cậu út của bạn là bạn học của tôi. Đúng rồi. Trời ơi trời. Mắc gì quấn người ta. Tao ghét. Nó không chịu đổi chỗ, tao phải đánh chứ. Ê mà nhìn kìa, nó đi học mà nó làm móng nữa kìa. À cái này hả? Ok. Đi học mà làm nail hả mày? Đâu có đâu. Gì nè. Trời ơi, nó dăng cho mặt. Ê nè, ê, ghét mặt mày nè. Ai muốn đổi chỗ gì đổi chỗ, đừng đụng tới mình. Mình thích ngồi ở dưới, hiểu không? Để mình dễ dàng. Trời ơi, sùi dơ quá. Còn tôi nha, tôi ý kiến nè. Ờ, cho bạn bới đầu nói đi. Mày không thấy đường mày lên kia mà nói chuyện đâu mày. Để tôi nói, dắt tôi lên cái. Trời đất. Bạn ơi, sao bạn đi học mà bạn bới đầu chi vậy? Tôi ý kiến này. Tôi mới là người được quyền ưu tiên đổi chỗ nè. Mấy bạn nghĩ sao mà mặt mà tôi tìm nghe em vậy mà bắt tôi ngồi bằng cuối không à? Này các bạn làm gì bốn cái mặt mình hoài vậy? Dám ôm lại không? Đúng là ngon như đồ mẹ nấu. Trời ơi! Nó ăn như ăn xí bụi vậy đó trời. Dơ quá. Ướt quá. Ê nè, dì Nam. Tao nói chuyện với bạn bè tao kêu đúng tên. Cô Năm. Cái gì? Nó mê cô Năm, nó lấy cô Năm. Cái gì? Tao không có gì Nan, không có cô Năm gì hết. Tao ở với bà Sáu. Mày tào lao á. Ý là nói tụi bay học chung lớp với nhau mà làm gì quýnh bạn hoài vậy hả? Nè mày thấy không, quýnh mà đầu tóc tai nè, rủ rượi coi tội nghiệp thấy không. Mày nín, mày không được quyền nói trong cái lớp này. Ê, mắc mớ rồi, tao không được nói mày. Mày nhìn lên nguyên đám tụi tao đồ mặc đồng phục mà mày mặc đồ khác người, mày không được quyền nói trong lớp. Hôm nay tao xin nghỉ học. Mày nghỉ học đi đâu? Tao tập thể lực. Thể lực gì? Để tao chuẩn bị tao chạy điền kinh tao thi cho trường. Mày vậy mày vô đây làm gì? Tao nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, tao vô thăm được không? Mày không phải điền kinh đâu, mày thần kinh đó. Mày nói gì mày? Bình tĩnh. Ê, mày đọc được suy nghĩ tụi nó đang tính làm cái gì không? Sao? Trời ơi! Nó ngủ rồi! Ngủ hả mày? Đang chửi lộn mà ngủ hả mày? Thằng này thiệt. Ôi ơi, đúng là ở lại lớp hoài suốt ngày, xuống lớp ngủ gục không à. Bởi vậy bây giờ nè, nó vừa đổi chỗ tao đánh nó làm sao? Không nói nhiều. Ôi! Ôi! Tại sao? Mày nói với nhau, tại sao? Tao quýnh nó. Bây giờ sao? Quýnh nó. Bây giờ quýnh đúng không? Bây giờ khoan nè, bây giờ hỏi lý do tại sao không chịu đổi chỗ cho tao. Không có đổi được, bây giờ cô bắt ngồi để sao mà đổi. Mày không đổi tao đánh mày nữa đó. Thôi bây giờ quýnh đúng không? Không, tôi quýnh nó. Bây giờ sao? Tụi bay. Cái gì? Cả. Đi. Tụi đi dữ quá. Trời ơi, bạn mày bỏ mày ngồi. Vậy là quýnh mày bỏ bố luôn. Quýnh nó. Mày ra đây mày đấu với tao hả? Mày ra đây mày đấu với tao. Đi về đây. Cái gì vậy? Ngủ quên. Già cả mà học hoài không xong lớp. Quýnh nó. Thôi đủ rồi. Trời ơi. Trời ơi, sao này mày dữ quá vậy? Các bạn vừa phải không nha? Các bạn chờ đi. Các bạn của tôi đã quay lại clip lại hết rồi. Hôm nay nè, các bạn sẽ post lên Facebook. Cả thế giới sẽ biết các bạn là những kẻ bạo lực học đường. Xạo, tao mở Facebook ra, không có tao quất mày liền. Mày mở Facebook. Tao đánh liên tục mà nó xạo mà. Ê bạn, tao kìa. Mày cái bưởi. Ê sao, trời. Ê có comment. Trời ơi, mới up lên có 5 phút mà 1826 like. Ê, bà Sáu nuôi tao vô comment luôn kìa. Bà Sáu nuôi mày đó hả? Ừ. Nói cái gì vậy? Đi học mà đánh bạn là khốn nạn. Các bạn, đây là cách để các bạn chống lại bạo lực học đường. Khi các bạn bị đánh, các bạn hãy mạnh mẽ, đứng dậy, bình tĩnh và mát thầy cô. Về cái lớp học dị nhân thì Trang rất là hài lòng về cái cách tạo hình của Khương Ngọc. Phải gọi là giống như thần tượng của Trang vậy á. Mỗi khi mà giao một cái vai gì cho Khương Ngọc, bảo đảm là đêm đó sẽ về là nghiên cứu rồi coi là mình tạo hình như thế nào để giống nhất. Nói nào ngay thì có một chút xíu trục trặc vì cái vai của Gia Bảo là vai của Hoàng Phi,
Nhưng mà vì Hoàng Phi đi nước ngoài chưa về kịp, Trang mới gọi cho Gia Bảo nói là Bảo ơi, Bảo phải giúp chị rồi. Tại vì cái này là Phi nó bị kẹt như vậy. Thì đêm đó là Gia Bảo từ ở Đồng Tháp là bị chạy lên trên Sài Gòn liền để mà vào cái vai này. Thì cũng rất là cảm ơn Gia Bảo, cái sự nhiệt tình của Gia Bảo và cũng làm tốt cái vai trò của mình. Gia Bảo, Hứa Minh Đạt hay là Khả Như đánh á, thì mình thấy là một cái sự rất là vô lý. Tại vì Thuận như là một con khủng long, chỉ cần giọng một cái là ba bạn văng ra tường rồi. Nhưng mà lại rất là rụt rè, rất là nhút nhát, bị đánh suốt ngày, đánh từ sáng cho tới tối, lúc nào mặt mày cũng là thất thần. Thuận chỉ nói một câu, chị ơi em đuối quá rồi, mà mình thấy tội nghiệp luôn. Cũng cảm ơn Thuận rất là nhiều vì cái sự bị đánh, cái sự chịu đựng của em. Thì La Thành là một người em rất là nhiệt tình của Trang, là một diễn viên rất là thông minh và đang được khán giả rất là đón nhận. Hy vọng là tất cả những cái tốt nhất đó cộng lại sẽ làm nên một cái lớp học dị nhân để mang đến nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Xin cảm ơn rất nhiều. Sao đại ca? Hai bên sẽ đấu 3 trận, bên nào thắng là bên đó thua. Ủa cái gì vậy? À không phải, bên nào thua 2 trận là bên đó thắng. Ủa là sao? Sao đại ca? 3 trận mà bên nào thua là bên đó thắng. Ủa cái gì vậy?